จมตัวจินลังเหรอบ่อนผักแฟสั่งเงินจมหาทักเซียนบ่นั่นใหญ่ก็หาดอกนี่หลานหรือบ่อนทักเซียนเงินจมทักเซียนเงินบ่จมใบเถื่อบ่อนทักเซียนเงินโอ้ไม่เนี่ยบ่อนทักเซียนเงินจินลังบ่รู้อ่ะเอาทงไปเอาโดดับดอกบึกลาบึงไม่ลาหักแฟไม่บึกลาเอาใบโดไปแล้วต้องคำเอาจินลังบ่รู้อ่ะไม่เนี่ยไม่เนี่ยเงินบ่ทักเซียน Có việc gì? Em về báo cáo anh là ngày sau sắp này lấy đồ của em. À. Thế này đang ở đâu? Nhà em với kia bà đứa em là nhà em đang kia. À, thế này lấy đồ gì? Thế này báo cáo như nào và làm thế nào? Ý là muốn phải cảnh cáo bà một lần đi, cho bà chừa cái tội suốt ngày trộm đồ em. À, bọn anh vừa thì nghỉ việc có gì đi xem đấy. À, đây sắp đến chưa? Ở trên này ạ. Đọc quá chẳng lắm, người đang đó nó. Đọc khắp chẳng lắm, chẳng lắm nó. Mấy đang ấm nằm cũng mít chóng nữa. Được là được hả? Ở tầng bài dâu về hướng đắp gió, bà ấy chóng lắm, chẳng lắm. Bà ấy có làm gì? Đây đi, của ba, ba lấy. Của ba, ba lấy. Để nói chuyện. Lấy đồ con dâu này mà không phải của con lấy đi hết.
con dâu đi. Mặc kệ ăn cái gì thì ăn. Làm gì? Ê, vợ của bà không phải của con. Cái này thôi, là bà ấy để xuống đi. Thôi để xuống đi. Thôi giải quyết với nhau như thế nào đó, bà cứ để xuống. Không phải cho. Bà cứ để xuống đấy, để xuống với nhau đó. Tôi sẽ giải quyết. Không phải đi sau. Rồi sẽ giải quyết. Cái này của con đâu mà bà lấy đi làm gì? Của con lấy đâu về á? Con đây là họ cho con nhờ ăn ở đây thì con họ đưa cho con. Nhờ cũng lấy, không nuôi bà cái gì bà không lấy cho lấy đi nhà hết. Con là bà không được lấy đâu nhá, giờ con đang về đấy nhá. Vâng. Giờ lần sau bà đừng có làm láo nhá. Lần sau là bà không nên về lấy đồ con dâu đâu. Đấy, nếu mà lấy đồ con dâu ấy thì lần này chỉ cảnh cáo thôi nhá. Lần sau là bà sẽ chịu trách nhiệm ấy. Đấy, bây giờ bà cứ về đi. Xong là con cảnh cáo bà đấy, bức lắm nhá. Lần sau mày chưa nữa, lần sau nhá. Tao đi nhà rồi. Ông có ăn mà biết là con hả? Mày có nhau tha ông mò hoài đâu hả mừng. Mày làm con biết hồi á. Không là lý. Rồi thì vâng, thì bà cũng về rồi thì các anh cũng xin phép về đây. Vâng. Thì lần sau mới gọi anh nhé. Vâng. Chào các anh nhé. Vâng. Em cảm ơn. Lần sau thì bà thì lần đầu tiên thôi, thông cảm cho bà để lần sau nếu mà có xảy ra thì cứ báo cáo bọn anh. Vâng. Đấy, rồi, xong là tôi xin phép bọn anh về. Đấy, không đường xa để tí anh đi hơi khó khăn. Vâng. Đấy nhá. Cảm ơn nhé. Chào anh. Rồi. Chào anh.